bất kỳ một ai làm từ thiện thì cũng đều đón nhận những cái đóng góp trái chiều, những cái góp ý trái chiều như vậy. Có người đồng tình và có người không đồng tình, nhưng mà bản thân Quý Bình lại không lo nghĩ điều đó. Bởi vì nếu như mình cứ lo nghĩ điều đó thì chắc chắn là mình sẽ không làm, mà mình không làm thì ai làm đây, và ai làm hay là mình làm rồi cứ đùng qua đẩy lại như vậy, rồi rốt cuộc rồi bà con miền Trung mình ai sẽ chia sẻ. Cho nên quan trọng hơn hết là Quý Bình làm bằng tất cả cái tâm, làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Miền Trung những ngày qua là miền Trung của can trường kiên gan chống chọi cùng bão lũ, lũ về bão đến, lũ chồng lũ bão chồng bão. Miền Trung giờ đây dường như đã chìm trong biển nước bao la lạnh lẽo. Trong cái cơn đại nạn như thế thì chắc chắn là bà con sẽ có một cái sự so sánh, à tại sao không đến với tôi, tại sao đến với tôi mà không cho tôi nhiều hơn những địa phương khác. Bản thân Quý Bình và các anh em nghệ sĩ khi mà làm thì cũng đã đắn đo suy nghĩ điều này rất là nhiều, cho nên chúng tôi tìm hiểu thật kỹ nơi nào cần nhiều hơn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ san sẻ nhiều hơn. Còn trong cái thời buổi, trong cái thời gian cấp bách này, tôi không thể nào mà chia đều cho hết tất cả mọi người để mọi người có thể gọi là dĩ hòa vi quý với nhau trong cái việc này thì nó rất là khó. Cho nên là chúng tôi vẫn trên cái sự đồng lòng là quyết tâm là những cái mảnh đời nào, những cái hoàn cảnh nào cần chúng tôi giúp đỡ nhiều hơn thì chúng tôi sẽ ưu tiên. Nếu mà so sánh ca sĩ này đóng góp nhiều, ca sĩ kia đóng góp ít, rồi diễn viên này đóng góp nhiều, diễn viên kia đóng góp ít, thì tại sao mọi người không không suy nghĩ cái điều rằng là tại sao mọi người lại gọi ca sĩ đó là ca sĩ hạng A, rồi gọi ca sĩ kia là ca sĩ hạng B, rồi diễn viên hạng A, diễn viên hạng B chẳng hạn. Nói đây không phải là cái sự so sánh, nhưng mà nói ở đây là chúng ta làm công tác thiện nguyện, nó bắt nguồn từ cái khả năng của chúng ta. Và bản thân Quý Bình làm từ thiện, Quý Bình không muốn là để cho những cái người mà mình đến mình vận động quyên góp họ rơi vào cái thế khó. Cái điều đó là cái điều mình không muốn bao giờ. Mình muốn là tất cả trên tinh thần tự nguyện và chia sẻ trước những mất mát của bà con, mà những gì mà chúng ta đang chứng kiến. Và cái sự so sánh đó nó vô tình nó làm cho anh chị em nghệ sĩ cũng như là những mạnh thường quân sẽ có một cái chút gì đó e dè trong cái vấn đề mà lại tiếp tục chia sẻ cho bà con. Cho nên là mọi người ơi, nếu mà thương đồng bào miền Trung thì đừng có so sánh như vậy. Bởi vì chúng ta làm công tác thiện nguyện nó xuất phát từ trái tim của chúng ta.
và trái tim của chúng ta mách bảo chúng ta làm điều gì thì hãy làm đúng như vậy. Và chính những người đang có những cái góp ý như vậy, có những sự so sánh như vậy thì cũng nên soi xét trái tim mình để chúng ta cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp hơn.